Hello, chào mừng em đến với kênh YouTube của Địa Việt Nam. Ngày hôm nay thì Địa Việt Nam sẽ chia sẻ với mọi người một một cái cuộc hỗ trợ online, cuộc hỗ trợ online của Địa Việt Nam sẽ như thế nào. Và bây giờ thì mời mọi người theo dõi video nhé. Trước tiên thì chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của Địa Việt Nam. Kênh YouTube của Địa Việt Nam là kênh YouTube chuyên chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, những bài học quý báu và những video thực tế ngoài công trường liên quan chủ đề về điện duy nhất và free tại Việt Nam. Anh em yêu mến kênh YouTube của Địa Việt Nam thì đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh nha. Bây giờ thì mời mọi người theo dõi video. Bây giờ mình sẽ hỗ trợ cho anh em từ xa tại công trường. Alo anh à, em đây. Bây giờ em bảo nhá, bây giờ em hỏi một chút là cái chỗ phần hạ thế là anh đã cắt hết chưa? Anh đã cắt phần hạ thế rồi đúng không? Thế thì bây giờ em hỏi một chút là phần trung thế, anh chụp cho em cái hình của phần trung thế hiện tại xem nào. Thôi được rồi, đây em nhìn thấy rồi, em nhìn thấy tủ của anh rồi. Nhưng mà bây giờ là chắc chắn là anh đã cắt cái phần hạ thế rồi đấy nhá. Vâng, ok. Thế bây giờ như này, đúng ra là em sẽ bảo anh chụp cả cái phần hạ thế để em xác nhận cho xem là anh đã cắt chưa. Thế nhưng mà vì là trên đấy nó không có mạng nên là nếu mà làm như thế thủ tục thế thì nó lâu lắm, mất thời gian lắm, thì bây giờ em hỗ trợ. Và cái này anh cũng cắt quen rồi còn gì nữa đúng không? Thế bây giờ nhá, anh đầu tiên là anh thao tác anh cắt cho em cái 373 trừ 7. À 3 3 331 331 trừ 7. Đúng rồi, anh ấn nút đỏ đi. Ấn nút đỏ rồi, anh nhìn thấy cái thanh đen nó xoay ngang rồi đúng không? Tiếp tục anh cắt cho em 373 trừ 7. Làm cứ làm bình tĩnh thôi, nhanh nhá. Anh quay cho em ngược chiều kim đồng hồ. Nhá, 331 trừ 7 quay ngang này, 373 trừ 7 quay ngang hết rồi đúng không? Rồi. Ok, bây giờ anh thao tác cho em 331 trừ 15. 331 trừ 15. Quay Đây là chiều kim đồng hồ đúng không anh? cùng chiếu kim đồng hồ. Đấy. Tiếp theo là anh đã nhìn thấy nó đã nối chưa? Nối tiếp địa chưa? Đã nhìn thấy cái vạch đen nó hiển thị từ cái sọc ngang nó ra là nó nối chưa? Rồi ok, thế bây giờ anh nhìn kiểm tra cho em. Anh kiểm tra cho em cái ngăn bên bên 371 trừ 76 ấy. Nhìn cho em xem cái phần đèn báo pha nó có điện không? Thế còn bên 331 trừ 15 có điện không? Rồi ok, thế bây giờ là anh tháo ra đi. Anh tháo ra anh thay đi. Tháo ra, alo anh ơi, anh tháo ra ấy, anh tháo ra anh kiểm tra, anh bảo anh ấy chụp lại gửi cho em cái hình của từng pha một nhá. Anh tháo ra anh kiểm tra cho em xem là pha nào đứt nhá. Rồi rồi ok. Vâng, ok, Bây giờ tháo cầu chì xem là đứt pha nào thì chụp ảnh gửi cho anh đúng không? đúng rồi, gửi cho em. Đứt pha một rồi à? Anh cứ kiểm tra hết đi, kể cả anh nôi cả cái pha pha giữa ra, kiểm tra hết cả ba pha cho em ấy. Không sao đâu, anh cứ mở máy được, mở máy có vấn đề gì em hỗ trợ luôn cho. Không, anh vẫn cứ phải tháo ra kiểm tra cho em dùng. Đúng rồi, anh tháo hết ra anh kiểm tra cho em nhé. Anh ơi chú ý cho em nhé, kể cả mà trường hợp mà anh đo mà nó vẫn thông nhưng mà nó có cái hiện tượng nứt hay là có hiện tượng gì nó bất thường, nó không giống như cái kết quả mới ấy, thì đều phải chụp hình và gửi cho em để em đánh giá cho xem là có phải thay hay không thay nhá. Vâng, ok, dạ. Ok, anh kiểm tra kỹ giúp em cả ba quả nhá. Dạ, ok. Đấy, hỗ trợ online là như thế này anh em.